Em sẽ đi đến những chiếc đồng hồ đầu tiên các bác ơi. Mã số đầu tiên sẽ là mã số 27 nhé. Một chiếc đồng hồ Omega Deville, chiếc đồng hồ Omega Deville đến từ Thụy Sĩ. Chỗ này chỉ là phần bẩn thôi, bẩn của băng keo thôi, tí nữa em sẽ vệ sinh lại cho các bác. Size mặt chiếc này đang là size 33. Size 33 các bác nhé. Thân vỏ thì được bọc vàng, mặt thì mỡ gà chảy tia, kết hợp với cọc số la mã có bị mòn nhẹ chút xíu các bác này. Có bị mòn nhẹ một chút xíu các bác nhá, hay còn gọi là bị phai nhẹ một chút xíu. Mặt zin đấy ạ, các bác mặt zin nhá, hàng xưa. Đấy. Có kết hợp các bác một bộ dây cũng là dây mạ vàng tiếp theo. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Omega này nhá, về mã số là mã số 27. Một mẫu đồng hồ Omega form mỏng. Đây ạ, lên tay các bác cùng xem nhá. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Omega này chỉ có 3.300.000 thôi ạ. 3.300.000 thôi. Lên cho mã số 27 nhé. Mã số mở hàng đầu like cũng như là mã số đầu tiên trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Giao lưu với các bác cùng chơi là 3.300.000. Đồng hồ Omega Deville đến từ Thụy Sĩ với thương hiệu top 10. Đấy, thương hiệu top 10 tại thị trường châu Á mình. Nhắc đến đồng hồ Omega Longines thì các bác ai cũng biết đến rồi. Chạy bộ máy cót tay 2 kíp để các bác cùng chơi là 3.300.000 nhá. Rồi tiếp tục em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo. Một mẫu đồng hồ tiếp theo lên cho em mã số là mã số 252 các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Lilale các bác này, nó là một thương hiệu của một phiên bản của Westlock các bác ạ. Đó là một phiên bản của Westlock các bác nhá. Mặt chiếc này thì có vân tròn xoáy tâm. Chiếc này hiện tại có size mặt đang là size 33 tiếp theo các bác ạ. Đều là những chiếc đồng hồ cơ cổ chỉ loanh quanh size 33 là nhiều các bác nhá. Mã số 252 các bác nhìn này. Đó có tính năng hỗ trợ cả cót tay các bác nhá. Thân vỏ bọc vàng, mặt chiếc này cũng thiết kế kiểu tia tròn xoáy tâm cho nên cũng rất là đẹp các bác ạ. Đây, Westlock đây các bác này. Đấy, theo Westlock các bác nhé. Vỏ bọc vàng còn rất là ok và đẹp. Đã chảy tia mà lại còn có cái vân như kiểu là vân mỡ gà các bác ạ. Màu mỡ gà. Nó lên tay nhìn rất là bắt sáng luôn. Bắt sáng, ngoài bắt sáng ra thì có tí ánh vàng và nhìn rất là sang trọng. Để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé. Vẫn cứ là 2.300.000 thôi ạ. Cơ auto. Hàng Thụy Sĩ. Mã số 252 để các bác cùng chơi là 2.300.000. Đẹp quá các bác ạ, chiếc này mặt rất là đẹp luôn, bắt sáng rất đẹp luôn. Cộng thêm một bộ vỏ cũng gọi là còn vẫn còn sáng bóng luôn, cho nên là rất là lấp lánh ánh sao, lấp lánh ánh vàng. Để lau qua một chút xíu cho các bác thôi thì các bác thấy sao? Đó, để các bác cùng chơi nhá. 2.300.000 lên cho em mã số 252. Tiếp tục này các bác ơi, em lên các bác một chiếc mã số 253 các bác nhá. Chiếc đồng hồ Zado lâu lắm lại về các bác một mẫu đồng hồ Zado 30G nhưng mà lại là vỏ thép các bác nhá. Zado 30G vỏ thép. Chạy bộ máy cơ auto, vẫn là Zado bát quái, Zado Golden House, Zado hai cá, một mẫu đồng hồ Zado quốc dân, một mẫu đồng hồ Zado quen thuộc, một mẫu đồng hồ Zado bác nào đã từng trải qua chiếc này hết rồi. Size mặt là size 30 năm các bác nhá. Tiếp tục bác làm các bác nào mà chưa trải qua cũng như là bác nào đang muốn sưu tầm thêm một mẫu đồng hồ Zado vỏ thép này thì lên cho mình mã số 253 này. Lên trên mã số 253, em để các bác cùng chơi chiếc này giá chỉ có 2.600.000 thôi ạ. 2.600.000 thôi. Lúm zin có logo, đối với những chiếc đồng hồ Zado bây giờ những cái giá đó là quá là rẻ rồi.
2 triệu 6 thôi ạ, lên cho em mã số 253 nhé. Hai triệu sáu trăm nghìn. Đồng hồ Zalo Golden House, Zalo hai cá, Zalo bắt quái, Zalo vỏ thép, giao lưu với các bác cùng chơi 2 triệu 600 nghìn. Tiếp tục em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo, một chiếc đồng hồ siêu VIP ngày hôm nay các bác nhé. Một mẫu đồng hồ Movado, để lâu lắm lại về thì các bác một chiếc đồng hồ Movado tiếp theo này. Chiếc này có size mặt đang là size 32, 33 các bác nhé. Sắp xỉ 33 này các bác này. Đó, size gọi là size 33 đi. Một chiếc đồng hồ size 33 mới thương hiệu Movado. Thương hiệu cũng rất là mạnh mẽ đấy các bác ạ, thương hiệu cực mạnh luôn. Để mở máy các bác cùng xem chiếc này nhá. Đây các bác này, lên cho các bác một chiếc đồng hồ Movado cứ phải gọi là hoài cổ rồi các bác ạ. Chiếc này em đoán đâu đó cũng phải sản xuất năm 50 rồi. Đây các bác nhá, Movado được chưa? Sử dụng cỗ máy này là cỗ máy lộc cộc các bác nhá, các bác hay gọi là cỗ máy lộc cộc. Đó, đây là cỗ máy lộc cộc. Cỗ máy lộc cộc thì nó sẽ không cái bánh bánh xe hay gọi cái bánh đà này sẽ không xoay được 360 độ nhá, chỉ xoay đến đây là thôi thôi các bác nhá. Đó, đến đây là hết này, bên này cũng vậy các bác nhá, nó sẽ chạm vào cái lò xo này. Nó gọi là lộc cộc, nó sẽ ra tiếng động lạch cạch lộc cộc đấy ạ, các bác hay gọi là như vậy nhá. Vỏ thì được trang bị bằng một bộ vỏ 14K các bác ạ, 14K của Thụy Sĩ xịn nhá, hàng xưa đấy ạ. Để em soi lúc cho các bác cùng xem này. Để các bác ơi. Vỏ xịn của Thụy Sĩ cũng như là vỏ chính hãng của Movado các bác nhá. Chuyện hình con sóc và bên này là bên cán búa này các bác này. Hàm lượng vàng là 14K. Có cái logo cầm bàn tay của Movado nha các bác nhá. Size 33 các bác, chiếc này rất là lặng vàng các bác ạ, rất là lặng vàng luôn. Cực kỳ lặng vàng đấy các bác nhá. Em đoán đâu đó vàng phải tầm ít nhất phải tầm 4 chỉ mấy cho đến gần 5 chỉ đấy ạ. Đấy, tiền vàng cũng đã tầm 20 21 triệu rồi, tiền vàng 20 triệu rồi. Em tính đơn giản như vậy. Tiền vàng gần 20 triệu rồi, đơn giản 20 triệu nhá. Để top cùng chơi chiếc này là 22 triệu. 22 triệu lên cho em mã số 254. Một chiếc đồng hồ Movado ở hoài cổ, một chiếc đồng hồ Movado vỏ vàng đúc nguyên khối. 14K. Theo em được biết giá vàng 14K bây giờ 4 triệu mấy một chỉ rồi đấy. Đấy, 4 triệu mấy đây là cái giá thợ rồi. Chứ còn để các bác đi làm trang sức thì không có giá 4 triệu mấy đâu các bác nhá. Rồi lên cho em mã số 254. Đang giao lưu với các bác cùng chơi là 22 triệu thôi ạ. Mã số 254 các bác nhé. Đồng hồ Movado hoài cổ với thương hiệu cũng rất là mạnh luôn. Được sử dụng cỗ máy lộc cộc những năm thập niên 1950. Tiếp tục này, em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo nhé. Một chiếc đồng hồ Swatch Swiss ạ. Chiếc này chạy máy pin thôi. Rồi các bác nhé. Ở đây kim dây chạy chỗ này các bác này. Đó. Một chiếc đồng hồ Swatch Swiss nói chung là cũng là một mẫu đồng hồ giá rẻ thôi. Nhưng mà mua mới cũng không hề rẻ đâu các bác nhá. Đây Swatch Swiss còn zin cả dây cả khóa luôn các bác này. Zin tắt tật luôn. Mã số 255, vỏ thì vỏ đen. Để các bác có thể mua những chiếc đồng hồ này để các bác về đeo chỉ để xem giờ thôi mà giá rẻ mà nó lại là chính hãng hàng xịn thì các bác có thể chơi những chiếc đồng hồ như này. Nếu các bác chưa chơi đồng hồ cơ cổ chẳng hạn. Các bác đang là mới xem qua chơi chiếc đồng hồ này, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xịn sò luôn, chất lượng luôn. Đồng hồ cơ của nó cũng chỉ đâu đó hơn triệu thôi, cho nên đồng hồ pin này thì em để các bác mấy trăm nghìn thôi, được chưa ạ? Đấy, vỏ thì vỏ đen, dây thì dây da hàng chính hãng, dây da xịn luôn, chính hãng.
size 37 nhá. Chạy bộ máy 3 lùm 6 kim. Mặt các bác này. Đó, hiển thị ba cái đường tròn đây để như kiểu kính lúp ấy các bác ạ. Đấy. Để các bác cùng chơi chiếc này nhá. 600 ngàn thôi ạ. 600 ngàn thôi, lên cho em mã số đang là mã số 255 nhá, một chiếc đồng hồ Swatch Swiss chính hãng. Mã số 255. Để các bác cùng xem chiếc đồng hồ. Đồng hồ Thụy Sĩ đấy các bác, hàng chính hãng, hàng nội địa luôn này các bác này, Swiss made này. Rất là nhiều thông số, sử dụng cỗ máy V8 của Thụy Sĩ nhá. Một cỗ máy huyền thoại rồi. Ba lùm 6 kim. Giao lưu với các bác cùng chơi nhá. 600 ngàn đồng thôi ạ. 600 ngàn thôi. Kim dây đang chạy đây. 600 ngàn thôi các bác nhá. Rồi tiếp tục này. Em lên các bác một mẫu đồng hồ của nữ nhá. Một chiếc đồng hồ dành cho chị em phụ nữ này. Các bác nam xem nhiều rồi, các bác cũng đã ủng hộ cho bên em rồi, thì các bác lại tiếp tục ủng hộ tiếp, thì vẫn cứ là cảm ơn tất cả các bác. Và ngoài ra các bác có thể ủng hộ thêm để tặng các bác gái của mình này, hoặc có thể tặng cho các thành viên gia đình mình nhá. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Edoc, một chiếc đồng hồ cơ cổ chạy máy cót tay, thân vỏ được mạ vàng trắng các bác nhá. Mạ vàng trắng ạ. Riêng đồng hồ nữ mà họ ấy mạ vàng trắng lắm. Nữ nó phải đẹp, phải trắng mà các bác. Con gái nó phải trắng. Để mở máy bác cùng xem nhá. Các bác chờ em một phút. Đây các bác ơi, đây ạ, các bác nhìn này, nó lại còn có cả cái chống sốc như này, cho nên là mở sẽ hơi mất một chút xíu thời gian của các bác, cho nên các bác cũng vẫn cứ là thông cảm cho bên em nhá, có thể bị chậm trễ 1-2 giây, 1-2-30 giây vẫn cứ là ok. Quan trọng là các bác được ngắm nhìn những cái cỗ máy đấy, trời đất ơi, một cỗ máy Edoc 17G đến từ Thụy Sĩ, đang chạy hoạt động trơn tru chuẩn chỉ, đang chạy vẫn cứ là bình thường các bác nhá, chạy tốt. Đấy, chiếc đồng hồ Edoc đến từ Thụy Sĩ với thiết kế form dáng của chị em phụ nữ, các bác mua về làm quà tặng nhá. Độ mới thì vẫn còn luôn các bác ạ. Đây, mặt màu xanh rất là quyến rũ luôn. Xanh này như kiểu xanh chuối các bác ạ. Như kiểu xanh xanh nõn chuối, xanh màu chuối. Đấy, hoặc các bác có thể sưu tầm vẫn là ok mà các bác. Mẫu đồng hồ Edoc zin cả dây cả khóa. Với size ngang đang là size 17 nhá. Size ngang size 17, size dọc này 22 này, 27 này. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Edoc này nhá. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này giá chỉ có 700 ngàn thôi ạ. 700 ngàn nhá. 700 ngàn các bác lên cho mã số đồng hồ Edoc đang là mã số đồng hồ nữ đi. Có mỗi một chiếc đồng hồ nữ duy nhất trong buổi video ngày hôm nay thôi. Cho nên là các bác lên cho em mã số đồng hồ nữ nhá. Bảy trăm ngàn thôi ạ, lên cho em mã số đồng hồ nữ, đồng hồ Edoc. Liền còn đánh liền cái băng nhuyễn này, mạ vàng trắng hết các bác nhá, đẹp lắm các bác ạ. Đây, các chị em phụ nữ lên tay sẽ như này, rất xinh luôn, màu rất là mát luôn. Rồi tiếp tục này, em lên các bác một phụ kiện nhá, một cái mẫu phụ kiện đó là sẽ là một sợi dây long zin. Một sợi dây long zin có size mặt size dây đang là size 17.5 các bác nhé. 17 đi ạ, gọi là 17 đi. Để họ lắp cho những chiếc đồng hồ long zin đầu 18 đấy các bác nhé. Đây các bác này. Đó. Họ sẽ lắp vào những chiếc đồng hồ long zin như này. Được chưa ạ? Đầu cong luôn. Đó, rất là đẹp luôn, rất là bắt mắt luôn. Đây ạ. Đấy, em ví dụ luôn bằng chiếc đồng hồ long zin của em luôn. Hoặc các bác có thể mua về ghép vào chiếc đồng hồ long zin con quét này. Đây, long zin con quét nhá, cũng vừa luôn các bác ạ, bởi nó là đầu 17 mà các bác. Đầu 17 để làm gì ạ? Để cho khi mà các bác lắp vào nó sẽ không bị cọ sát vào cái thành của cái càng đồng hồ.
một sợi dây bọc vàng hàng xưa. Bọc vàng 1/20 10 ca Goldfield nha các bác nhá. Đấy, dây của Mỹ này. Dây lòng zin của Mỹ xịn luôn, được chưa ạ? 1/20 10 ca Goldfield. Dây bao cổ bao bao xịn nha các bác yên tâm. Vẹo khóa đây. To nhỏ các bác ở bên trong nhá. Đó, to nhỏ như này, được chưa ạ? Rất là đơn giản nhẹ nhàng luôn. Khi mà các bác dùng to nhỏ xong thì các bác đóng lắp vào thôi. Đấy, đem em để lớp dài nhất nhá. Lớp dài nhất cũng phải đang là dài khoảng 16 rồi. Dài nhất đang là 16 cộng thêm một cái đồng hồ của các bác cũng phải tầm 20 rồi. Thoải mái, các bác phải dây là dây thoải mái. Đây các bác này. Thoải mái luôn các bác nhé. Khóa khiết còn zin đẹp. Nói chung là tổng thể còn rất là ok và đẹp. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc sợi dây long zin này nhá. Một sợi dây bọc vàng hàng xưa. Các bác mua về ghép những cái chiếc đồng hồ tâm đắc, ghép những chiếc đồng hồ ưng ý của các bác thì nó cứ phải gọi là đúng là combo luôn. Để các bác cùng chơi là 1.600.000 thôi ạ. 1.600.000 thôi các bác nhá. 1.600.000 thôi. Đâu đó giá chỉ bằng hai sợi dây cá sấu, hai sợi dây hoặc là hai sợi dây đá điểu, hai sợi dây cá đuối thôi. Các bác đi mua sợi dây đá cá đuối hay là sợi dây đá điểu hay là sợi dây cá sấu handmade mà khâu tay các bác phải mua 700-800 rồi. Nhưng mà dùng thì các bác có thể dùng được 1-2 năm là dùng nó sẽ bị mủn đi. Nhưng mà riêng cái sợi dây này thì các bác dùng thoải mái, dùng bền vô đồi, bền vĩnh cửu luôn. Vĩnh cửu thì hơi sai nhưng mà cũng phải tầm vài chục năm. Vốn dĩ cái sợi dây này đã được khoảng độ tầm vài chục năm rồi. Được chưa ạ? Mà vẫn còn ok chắc chắn như này. Đó, 1.600.000 lên cho em mã số dây long zin nhé. Đầu ô, nắp cho đồng hồ 18. Nắp cho các chiếc đồng hồ siêu phẩm của các bác. Các bác muốn sáng bóng hơn nữa, các bác về ngâm nước này. Các bác ngâm nước xong rồi ngâm ít thôi. Xong các bác lấy kem răng các bác đánh đi là nó sáng rực lên đấy ạ, là nó vàng lên nhá. Để các bác cùng chơi 1.600.000 lên cho em mã số dây long zin. Tiếp tục này, em lên các bác một cái phụ kiện tiếp theo nhá. Đó, đây, đây đang bị ga nhỏ nhá, anh đang để ga nhỏ đấy. Một chiếc bật lửa của Pháp này, Ugaro các bác nhá, Ugaro, cò mổ các bác ạ, cò mổ. À, vẫn còn ga này, chứng tỏ là giữ ga rất tốt. Đây em đang để trước gió. Cò mổ bên này nó bị chóc sơn chút xíu nhá. Sẽ có hai cái vấn đề như này. Một là các bác để nguyên cái sơn đen này. Hai là các bác về tẩy đi, các bác để acetone các bác tẩy đi, nó sẽ ra một cái một như kiểu một cái thỏi vàng luôn, được chưa? Đây là em để nguyên bản như vậy nhá. Đấy em đang ví dụ cho các bác thôi. Một là các bác để nguyên, hai các bác về lấy acetone các bác tẩy cái sơn đen bên ngoài đi, bởi vì nó bị chóc nhẹ chút xíu đây. Được chưa? Cho nên là các bác thích để cũng được mà thích tẩy cũng được, tùy các bác. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc bật lửa này nhá. Để các bác cùng chơi chiếc này là 800.000 ạ. $800.000 thôi ạ, một chiếc bật lửa cò mổ đến từ Pháp, mạ vàng. Đó. Đấy này các bác này, có lửa luôn này. Ugano đến từ Pháp các bác nhé. Rồi tiếp tục em lên các bác một chiếc nhẫn nhé. Một chiếc nhẫn trong buổi video ngày hôm nay đi. Em lên các bác một chiếc nhẫn bạc thôi. Một chiếc nhẫn bạc đơn thuần, đơn giản. Một chiếc nhẫn bạc được đính rất là nhiều đá. Đính rất là nhiều đá và đặc biệt hơn. Chiếc nhẫn này là nhẫn của Italy 920 nhé. Bạc Italy 920 các bác nhìn thấy, 925 này.
Các bác nhìn bên trong chữ Italy không ạ? Một chiếc nhẫn đã qua sử dụng rồi và được xi cho các bác một lớp vàng trắng bên ngoài cũng đã qua sử dụng rồi, cho nên sẽ không tránh được các cái vấn đề nó bay màu các bác nhé, bởi vì hàng xi mà các bác, nhưng bên trong vẫn là lõi bạc các bác ạ, để xi trắng lên để đeo cho đẹp thôi. Đây các bác này, đấy các bác nhìn thấy lõi bạc bên trong chưa, còn sẽ phủ cho các bác một lớp xi trắng bên ngoài để các bác đeo hàng hàng ngày cho nó sáng rực, cho nó đẹp. Đấy các bác thấy chưa ạ? Chứ còn chất liệu thì em vẫn bao bạc cho các bác nhá, bao check bao bạc cho các bác, bạc 925. Họ sai nhẫn là sai 20. Giao lưu với các bác cùng chơi trước nhẫn bạc này nhá, để các bác là 600 ngàn ạ, 600 ngàn các bác ơi, 600 ngàn lên cho em mã số nhẫn. Bác là tay 20 đeo chiếc đẹp, nói chung là lấp lánh. Đính viên viên đá chủ là đá moi nha các bác nhá, moi sali đấy ạ. Viên xung quanh là cũng là viên đá thường thôi. Viên chủ là viên moi. Viên moi 7 ly mấy này. Chưa? Để các bác cùng chơi nhá, giá chỉ có 600 ngàn thôi. Lên cho em mã số nhẫn bạc đi. Mã số nhẫn bạc 600 ngàn. Sáu trăm ngàn lên cho em mã số nhẫn bạc nhá, một chiếc nhẫn duy nhất trong buổi video ngày hôm nay thôi. Vẫn còn mấy phụ kiện nữa để em lên luôn nhá. Rồi em lên qua một chiếc bút trước đi ạ. Em này các bác một mẫu bút này, một chiếc bút này, một chiếc bút Bakker đến từ ở Pháp các bác nhá, hay còn gọi là Bakker. Hôm nay lên thì các bác đúng là đồng hồ kính mắt nhẫn bút chỗ rồi. Đây made in Fang này các bác này, made in Fang này, chỗ nào màu vàng sẽ được bọc vàng các bác nhá. Một chiếc bút Bakker chính hãng Sonet, bút bi thôi các bác ạ, bút bi thôi nhưng mà nó đẹp đó, vẫn còn mực luôn. Đây các bác này. Ừ, vẫn còn mực luôn. À đây, ruột zin này các bác này. Các bác muốn tận dụng cái ruột này thì các bác về cứ chỉ cần rút cái ống này ra, các bác đổ mực vào bên trong thôi là dùng bình thường thôi. Đấy chứ không thì các bác ra văn phòng phẩm các bác mua đơn giản mà, nhiều lắm. Văn phòng phẩm người ta vẫn bán mà. Bán các cái ruột để lắp vào đây đơn giản mà các bác. Các bác mua dễ lắm. Rồi, lên cho em mã số bút Bakker nhé. Một chiếc bút Bakker, hàng của Pháp, hàng xịn luôn. Để các bác có 500 ngàn thôi ạ. 500 ngàn thôi, lên cho em mã số bút Bakker nhé. 500 ngàn. Một chiếc bút đến từ Pháp, một chiếc bút hàng hiệu. Đó, chiếc bút này chắc chỉ dành cho các bác là phải ký kết hợp đồng nhiều hay là phải vừa sử dụng đến bút nhiều nhé. Còn bây giờ mà để một cái chiếc bút bình thường thì các bác ra mua bút bi 1-2-3 nghìn ở ngoài chợ rất là nhiều, sản phẩm bán đầy. Nhưng mà đây là một chiếc bút hàng hiệu, một chiếc bút hàng hãng mang thương hiệu Bakker rất là nổi tiếng của thế giới rồi, thì các bác đừng so sánh. Đấy, đừng so sánh mà là mua những cái bút vài nghìn cho nhanh thì thật sự như thế là so sánh như vậy là không đúng. Đấy, em cũng lên vài phiện có một số bác cũng so sánh kiểu vậy thì thôi em cũng không không giằng co cãi cọ làm gì cả, các bác hiểu thì các bác mua, các bác chơi được chiếc bút như này thì các bác hiểu được thương hiệu của nó thì các bác giao lưu với em nhá. Tiếp tục em lại về đây, em về một lô bút, một đống bút này các bạn, túi bút không mà. Đấy, tại vì sao mà em vẫn mua túi bút như vậy đó. Rồi lên cho em mã số nhá, mã số bút đi, một chiếc bút duy nhất trong buổi video ngày hôm nay thôi, để các bác 500 ngàn nhá. Rồi quay trở lại phiên đồng hồ đi ạ, em lên qua một chiếc đồng hồ tiếp theo này, lên qua một mẫu đồng hồ nhá, một chiếc đồng hồ form tay, một chiếc đồng hồ tay đến từ Nga các bác ạ. Kỷ niệm 65 năm cái gì đây các bác này, nói chung là em không biết tiếng Nga, các bác có biết tiếng Nga thì các bác
chơi, các bác dịch cho em. Một chiếc đồ Nga có thiết kế form tanh cũng rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là công sở văn phòng này. Đằng sau cũng rất là nhiều chữ này, các bác chờ em sử dịch cái chữ này làm sao nhé. Đây các bác này, 2010 này. Đó, chiều các bác tới bến luôn. Rồi, nói chung là tiếng Nga các bác phải dịch giúp em nhé. Em cũng 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 mù tịt về tiếng Nga. Tiếng Anh em còn mù tịt, không chi còn tiếng Nga. Một chiếc đồng hồ Nga chính hãng chạy máy pin thôi, nhưng mà nó là một chiếc đồng hồ thiết kế form tanh rất là nhẹ nhàng. Size ngang là 26 này. Size dọc đang là 37 nha các bác nhé. Đó, 26 nhân 37 ạ. Chưa tính càng, à chưa tính đúng các bác nhé. Lên tay các bác cùng xem. Chạy máy pin. Được chưa? Ừ, thôi thì giao lưu các bác cùng nhau, chiếc này giá chỉ có 800 ngàn thôi ạ. Tám trăm nghìn số học trò, kính phẳng các bác nhé, kính phẳng, vỏ thì bọc bọc vàng. 800 nghìn cho một chiếc đồng hồ Nga chính hãng chạy máy pin, giao lưu với các bác cùng chơi là 800.000 đồng. Lên cho em mã số 259. Thiết kế rất là mỏng các bác ạ, mỏng như cái sợi dây luôn. Mã số 259 các bác nhé, 800 ngàn. Tiếp tục này, em lên các bác một chiếc mã số 256 nhé. Mã số 256 em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo, một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Technos. Một chiếc đồng hồ Technos mặt bát quái, mặt có màu này là màu vàng nâu. Bát quái các bác nhé. Có hỗ trợ có tay, chạy bộ máy cơ auto. Skyline các bác nhé, Skyline. Để em mở máy các bác cùng xem. Sổ cỗ máy đẹp sáng bóng luôn các bác này. Đấy, logo vẫn còn này. Các bác ơi, sợi dây này không phải sợi dây zin đâu nhá, sợi dây là em ghép vào cho nó đẹp thôi. Các bác không thích thì em sẽ thay dây khác cho các bác. Đấy ạ. Đấy, đây đang hết cót thôi các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Technos. Đẹp quá các bác ạ, máy mới tinh. Chở ra đời máy các bác này, nguyên zin nguyên bản, núm zin các bác nhá, núm zin. Chiếc này hơi mòn nhẹ chút xíu thôi, có kệ nó đi các bác ạ, mình zin mình cứ để như vậy, mình chơi là một cơ cổ mà các bác. Chiếc đồng hồ Technos, chỗ này các cái vết này chỉ vết bẩn thôi, em chưa vệ sinh đâu ạ, hàng về lên sóng luôn các bác này. Đây chỉ là các vết bẩn đấy, xanh đấy, đấy các bác thấy chưa ạ, chỗ này thì chóc nhẹ này, đây là vết bẩn thôi. Nói chung là hàng mấy chục năm rồi cũng không tránh được các cái vết đâu ạ. Bọc vàng mà còn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nó đẹp căng, nó lót, hàng lót thì lại khác, hàng lót thì lại rất là đắt. Hàng lót thì các bác để sưu tầm rồi cũng không ai để mang đi bán cả. Size mặt đang là size 35.5 các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Technos mặt bát quái để các bác giá rất tốt, để các bác giá chỉ có 2 triệu 500 ngàn thôi ạ. 2 triệu 500 ngàn thôi, lên trang mã số 256 nhá. Mã số 256, 2 triệu 500 ngàn. Các bác không thích sợi dây là em sẽ thay dây khác cho các bác nhé. Đó, em đang ghép cho các bác một sợi dây, cũng sợi dây mạ vàng nhé. Đây, một sợi dây mạ vàng 22K luôn này. Mạ vàng 22K của Nhật. Với độ dày đang là 5 micron nha các bác nhé. 22K của Nhật. Đấy. Mặt thì bát quái thì vàng nâu. Vỏ bọc vàng, núm zin. Đáy thép có logo. 3 kim, một ô click. Để giao lưu với các bác cùng chơi, chiếc này giá 2 triệu 500 ngàn thôi. 2 triệu 500 ngàn nhé. Lên cho em mã số 256. Bộ đồ Technos đến từ Thụy Sĩ. Mặt bát quái.
các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó nhé. Ở hàng nguyên zin, nguyên bản, nguyên mộc nhé các bác nhé. Mỗi sợi dây là em thay mới vào thôi, dây 22K thay mới vào cho các bác, lắp mới vào cho các bác, tội gì. Các bác thích những chiếc đồng hồ bọc vàng như này, ghép những chiếc đồng hồ mạ vạ dây mạ vàng như này thì hợp, mà các bác thấy hợp thì em ghép thôi. Còn các bác không thích, các bác thay dây ra ok luôn. Ví dụ như chiếc đồng hồ này này, chiếc đồng hồ này em đang ghép một sợi dây rất là bắt mắt đẹp luôn này. Ví dụ thế đấy, nó đẹp thì mình ghép thôi. Được chưa ạ? Hai triệu năm nên cho em mã số 256 nhé. 256, 2 triệu năm. Tiếp tục này các bác ơi, mã số 257 nhé. Trời đất ơi, các bác thấy chiếc đồng hồ nào như này chưa ạ? Một chiếc đồng hồ cứ phải gọi là siêu kịch độc. Trời ơi, lần đầu tiên em nhìn thấy chiếc đồng hồ với cái form dáng tivi như này các bác nhé. Vuông thành sắc cạnh, size to, vỏ đẹp, vỏ thép inox. Size mặt đang là size 39 chưa tính núm này. Size dọc này, đó 28 cả càng các bác, 28 chưa càng, 28 như cái tivi trên bàn tay luôn, được chưa ạ? Bác nào thích độc lạ này, bác nào thích những cái gì mà số ít đang có thì các bác chơi chiếc này. Đây ạ, sử dụng cỗ máy nhỏ, cỗ máy automatic đến từ Thụy Sĩ, có hỗ trợ có tay, được chưa ạ? Đấy, chạy tít mù luôn. Ghét cho các bác một sợi dây cũng rất là phê luôn. Sợi dây này có thể bán lẻ được luôn, nhưng mà em cứ ghép vào đây cho nó đẹp các bác ạ. Đó, chỉ hiển thị mặt trắng 36912 thôi. Các bác nhìn thấy có độc chưa ạ? Một chiếc đồng hồ không tên, không tuổi, nhưng mà đây tên tuổi họ chuyện trong này. Nhưng mà nó là một chiếc đồng hồ để các bác sưu tầm, các bác chơi, để các bác cùng chơi nhé. 2 triệu lên cho em mã số 257. 2 triệu mã số 257. Thân vỏ thép, chiếc đồng hồ siêu độc. Và các bác có thể về ghép dây da cũng được, hoặc các bác để dây này ok. Em đã ghép cho các bác để dây này rồi thì nói chung là cũng là người đã ghép những sợi dây vào những chiếc đồng hồ rất rất nhiều rồi, phải ghép hàng ngày rồi, cũng như là phải tiếp xúc với nó hàng ngày rồi, cho nên là em sẽ có ghép những cái gì nó cảm thấy nó hợp tình, hợp lý nhất, thuận nhất thì em sẽ ghép. Còn không thì nói chung là về 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 ánh mắt nhìn thì mỗi người một một kiểu thôi. Đấy, thì các bác không thích sợi dây này bảo em thay cho các bác dây khác, hoặc không các bác cứ để nguyên này đeo rất đẹp và chất luôn, đảm bảo các bác không ai có chiếc đồng hồ như này luôn. Tìm chiếc đồng hồ như này rất rất khó. Giao lưu với các bác cùng chơi mã số 257 để các bác 2 triệu thôi ạ. 2 triệu thôi đổi lại các bác được một chiếc đồng hồ siêu kịch độc. Hai triệu lên trang mạng số 257 nhé. Quá đẹp luôn. Lên tay các bác một lần nữa này. Rồi, tiếp tục em lên các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo. Mã số 258 nhé các bác nhé. Một chiếc đồng hồ với thương hiệu Bulova các bác. Lâu lắm lại về các bác một chiếc đồng hồ Bulova này. Bulova ở form đĩa bay này. Đó, size mặt là size 38 nhé. Size 38. Chạy bộ máy cơ auto, thân vỏ bọc vàng, bọc hoàn toàn thân các bạn, chiếc này bọc hoàn toàn thân, khỏi mòn nhẹ chút xíu này, không tránh được đâu các bác ạ, hàng xưa mà các bác. Đó, tiếp tục lại có kết hợp các bác một bộ dây chun bọc vàng hàng xưa, size 38, thân vỏ bọc vàng. Ở chiếc này thì được bọc vàng toàn thân, chạy bộ máy cơ auto đến từ Thụy Sĩ. Thế được các bác một bộ dây cũng rất là đẹp luôn, dây bọc vàng, dây chun Mỹ, chuyên dụng chọn chiếc đồng hồ cơ cổ này các bác này. Mặt trắng chảy tia 3 kim và có 2 ô cửa lịch zin nguyên bản 100% trừ bộ dây thôi, được chưa ạ? Với thiết kế các cọc số lồi cũng rất là phê luôn các bác ạ. Một phiên bản Bulova cá heo. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Bulova này nhé, mã số 258, để các bác cùng chơi 2.500.000 thôi ạ. 2.500.000 thôi, được cái bọc toàn thân này các bác này. Đó, bọc toàn thân nhá.
triệu 5 thôi ạ, 2 triệu 5 nghìn, 2 triệu 500 nghìn. Các bác được sử dụng một chiếc đồng hồ Bulova Automatic cá heo, mặt đẹp, vỏ còn ok. Vỏ bên trên còn ok, bên dưới hơi mòn nhẹ chút xíu các bác. Không tránh được các bác ạ, hàng xưa mà các bác. Đấy, hàng bọc vàng, hàng tiếp xúc lâu ngày, hàng 40 năm rồi, 50 năm rồi không tránh được. Đó, giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, lên cho em mã số 258 nhé. 258. Rồi tiếp tục em đến các bác chiếc đồng hồ tiếp theo, mã số 260. Một chiếc đồng hồ còn nguyên nguyên đấy nhé các bác nhé. Nguyên tem mạ. À, nguyên hộp chứ, chiếc đồng hồ còn nguyên hộp. Đây. Hộp zin các bác nhá. Vẫn còn thêm một mắt này. Nguyên tác này. Một chiếc đồng hồ Technos chạy máy pin, hàng chính hãng. Chạy bộ máy 3 lùm 6 kim. Tiếp theo với cọc số được đính nha các bác. Viên đá rất phê luôn. Một chiếc đồng hồ The Me với thương hiệu Technos, cọc số đính đá đẹp quá, trẻ trung quá các bác. Nhìn như chiếc đồng hồ Rolex hàng hàng VIP vậy các bác ạ. Đó. The Me này em nghĩ The Me bọc vàng thì đúng hơn. Lắc cây vàng hay sao? Nhìn nhìn cái màu vàng nó khác. Size to, size 40 đi, chiếc này size 40. Dây khóa nguyên zin. Để lên tay các bác cùng xem nhá. Trời ơi đâu. Trời ơi, nó quá sang trọng đi các bác ơi. Cọc số đính kim cương ngon này. Đó, sử dụng cỗ máy Chronograph nha các bác nhé. Hàng chính hãng, size 40, The Me mạ vàng. Để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. 2 triệu thôi. Một chiếc đồng hồ còn mới, còn full hộp. Còn mới lên chắc lên quanh tầm 98% thôi. Nói chung là hàng hàng ok. Mới tinh. Đó, để góp cùng chơi là 2 triệu nhá. 2 triệu lên cho em mã số 260. Mã 260 2 triệu. Dây còn dài thoải mái luôn. Hàng zin chính hãng. Đó. Chính vì nó đọc nó đính các cái cọc số đính đá cho nên là nhìn rất là trẻ, cộng thêm cái đờm mi mạ vàng bọc vàng như này thì nhìn rất là sang trọng luôn, nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn, hàng chính hãng, mua tại showroom cũng không hề rẻ chút nào luôn. Để các bác 2 triệu nhá, hàng đã qua sử dụng, hàng lướt nhẹ thôi, hay gọi là hàng trưng bày thôi, hàng lướt thôi, zin tất tật luôn. Để các bác là 2 triệu lên cho em mã số 260. Kết thúc phiên đồng hồ. Bây giờ sẽ lên cho các bác một số phụ kiện nữa, xong sẽ đi đến chiếc kính nhá. Đây các bác một chiếc phụ kiện tiếp theo. Họ lại về cho các bác một cái mặt dây lưng này. Và tiếp tục lại về các bác cái mặt dây lưng nhá. Một cái mẫu mặt dây lưng. Một mẫu mặt dây lưng hình con voi, hàng hiệu đấy ạ. Hunting các bác nhá. Woods Hunting Woods hình con voi. Đây ạ, cái bản dây đây các bác này, bản dây này các bác về bảo ra bảo tiệm đồ làm đồ da, đồ handmade ấy. Hoặc các bác có thể mua sẵn một cái dây da có bản đang là bản 30 ly như này. Bản 30 như này, các bác về lắp vào thôi. Đây các bác về lắp vào sử dụng bình thường các bác nhá. Một cái mặt dây lưng mạ vàng hàng chính hãng. Một thương hiệu con voi, thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Hunting Woods. Giao lưu với các bác cùng chơi cái mặt dây lưng này để các bác cùng chơi là 800 ngàn đồng tiếp theo các bác nhé. Giá vẫn không đổi, 800 ngàn đồng.
800 ngàn. Tám trăm ngàn một cái mặt dây lưng mạ vàng các bác nhá, mạ vàng này màu vàng, này màu vàng 24K này các bác, màu vàng 24K luôn. Rồi tiếp tục em lên các bác một cái vòng tay các bác nhá, một cái vòng tay các bác ạ, nhìn rất là chất luôn này, hàng ngoại luôn. Đó, có chuyện 925 các bác nhá. Hàng ngoại, bản này bản to các bác ạ, bản này bản to. Bản này đang là bản 18 ly các bác này. Họ đánh như kiểu vát, như kiểu vát kim cương các bác, nhìn rất là lấp lánh luôn. Cái lắc tay hàng ngoại, các bác lên tay nhá. Trời đất ơi. Quá đẹp luôn, quá độc luôn. Các bác cùng chơi một chiếc lắc tay bằng bạc đấy nhá, để các bác cùng chơi để giá là 900 ngàn. Thật sự các bác là không tính được trọng lượng nhá. Nó chỉ có vài chỉ thôi nhưng mà nó là hàng hàng ngoại và cũng như là hàng sưu tập. Chất liệu bằng bạc rất là đẹp luôn các bác ạ. Các bác sưu tầm chơi chiếc này rất là hay. Bản to. Bản 18 ly. Độ dày độ cong 4 ly. Đó. Họ đánh rất là đẹp. Đơn giản nhưng mà lại tinh tế. Bạc 925 để các bác cùng chơi 900 ngàn đồng ạ. 900 ngàn nha các bác nhé. Nên cho em mã số lắc tay 900 ngàn. Rồi tiếp tục các bác ơi. Đấy, chặt chặt. Tiếp theo này các bác này. Em đây các bác một sợi dây nhá, một sợi dây mạ vàng hàng của Nhật. Một sợi dây mạ vàng của Nhật. Rất là trẻ trung. Để các bác nào thích đeo mà chỉ để mục đích là đeo để một sợi dây mạ vàng 18K, có chuyện rõ ràng luôn các bác nhé. Đây các bác chờ em núp vào cho các bác, hàng của Nhật xịn luôn, rất là bền đấy các bác ạ. 18 kp, kp là gold plate hay gọi là hàng si vàng đấy ạ. Đó cái lúc của em hôm nay nó hơi bị nhòe nhưng mà ok các bác yên tâm, nó chuyện 18K đây, 18K đây, 18K GP đây, được chưa? Một cái sợi dây mạ vàng của Nhật để em đo độ dài nhá, các bác chờ em đo độ dài. Độ dài của sợi dây này đang trong khoảng là 46 các bác nhé. Rất là lý tưởng luôn đấy Độ dài đang là 46, rất là lý tưởng luôn các bác ạ. Đẹp quá các bác ạ. Một sợi dây mạ vàng của Nhật. Được đánh theo kiểu truyền thống. Được đánh theo kiểu mắt xích truyền thống này các bác này. Để các bác cùng chơi sợi dây này nhé. Một sợi dây mạ vàng 18K của Nhật. Có chuyện khắc rõ ràng cho các bác luôn. Đeo thì em bao bền cho các bác luôn. Để các bác cùng chơi là 800 ngàn đồng nhé. 800 ngàn đồng một sợi dây mạ vàng 18K của Nhật, 18 KB. Các bác chưa đồng hồ các bác biết rồi. KB là gold plate, K
GP là Gold Plate, còn GF là Gold Fuel. Gold Fuel nó bọc thì sợi dây là phải triệu mấy cơ, 2 triệu cơ. Còn Gold Plate thì chỉ nó lắc kê, lắc kê là có lúc đây lắc kê các bạn này, nó tương đương bằng chiếc kính si những năm 80, rất là bền luôn. Đấy, em bao bền cho các bác luôn, để các bác cùng chơi là 800 ngàn đồng thôi. Dài 46, một sợi dây mạ vàng 18K. Đấy, được chưa ạ? Rồi, quay trở lại phiên kính ngày hôm nay. Em đánh vào một chiếc kính mã số 251 trước đi. Chiếc kính mã số 251 ngày hôm nay nó sẽ là một chiếc kính mang thương hiệu Ray-Ban. Em về có một chiếc kính Ray-Ban mới tinh. Size 62, cầu kính đang là 14 các bác nhá. BL đấy ạ, BL là hàng USA. Đây các bác ơi, BL Ray-Ban USA, đấy chạy, một chiếc kính của Mỹ, được sản xuất năm thập niên 1980. Các bác hay gọi quen là gọi là kính C các bác nhá. Size ngang đang là 140, mắt kính là mắt xanh rau muống, hàng của ngoại luôn. Mắt này mắt của Tây về nha các bác nhá. Mắt đó, mắt này mắt xịn luôn, mắt xịn của Tây về các bác ạ. Đó, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này, mã số 251, thì cũng không phải miêu tả nhiều. Các bác chơi kính các bác sẽ biết thế, chiếc này thì em bao zin toàn bộ cho các bác nhé. Size 62 sẽ hợp với các khuôn mặt vừa và to các bác nhé. Sẽ hợp với khuôn mặt vừa và to. Thì để giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này, giá bên em đang bán với giá đẹp căng các bác này. Độ mới lên đến trên 90%. Đó, đầu vụ để các bác nhé. Đầu vụ để kỷ niệm các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Giá 2 triệu. Được chưa? Đầu vụ em để kỷ niệm các bác cùng chơi là 2 triệu. Lên cho em mã số 251 nhá. Hai là một đấy, để các bác cùng chơi 2 triệu thôi. Em bao mới cho các bác cùng chơi trước này, em lại còn bao đẹp cho các bác này, em lại còn bao zin cho các bác luôn này, được chưa ạ? Đây, BL là những năm 80. Quá đẹp luôn, quá mới tinh. Chiếc này cực kỳ mới luôn. Em bán kỷ niệm các bác 2 triệu. Đến cuối live của hôm nay là hôm nay là cũng là live rất là sâu sắc, live rất là lâu. Rồi thì cũng là cảm ơn tất cả các bác. Đây, em lên các bác một chiếc kính tiếp theo, một chiếc kính dành cho chị em phụ nữ trong buổi kính ngày hôm nay nhá. Một chiếc kính cứ phải gọi là đẳng cấp. Lại phải dùng núp các bác ạ. Đấy, đẳng cấp phải dùng núp rồi các bác. Đây các bác nhìn này. À đây. 18K này, Sapphire này, Diamond này. Đấy. Rồi sau này sẽ đi đến chi tiết cận cảnh cho các bác nhé. Đầu tiên sẽ là giới thiệu đến các bác sản phẩm mang thương hiệu của Wing Excel này. Một chiếc kính dành cho chị em phụ nữ này. Chất liệu bằng titan, size kính là 54, cầu kính là 14, chuôi kính là 135. Được chưa ạ? Một chiếc kính bằng titan hàng hiệu. Chất lượng khỏi chê các bác này. Các bác ơi, bên Nhật họ đang bán là 68.000 yên cơ. Các bác nhân em cứ nhân đôi đi, đơn giản nhân đôi đã là 14 triệu, tính rẻ là 13 triệu thôi. Yên Nhật bây giờ đâu 18 20 gì đó, chưa tính phí ship. Hơn chục triệu, tính đơn giản hơn chục triệu đi. Đây, tại vì sao họ lại chuyện 18K nha các bác nhá. Họ lại có khắc 18K ở đây này. Đây cho các bác xem 18K này. Đó, các bác nhìn chữ 18K ở đây không ạ? K18 nhá. Đây, cộng thêm có 2 viên sapphire này, 2 viên đá sapphire, cộng thêm có 1 viên kim cương ở bên cạnh. Đấy. Hai viên sapphire, 1 viên kim cương và một tí vàng 18K đây. Chỗ này đến chỗ này là bằng vàng, nói chung là chỗ này là vàng bạc đá quý này. Chỗ này là bằng vàng và đá quý. Size 54. Đấy, các bác mua về tặng các bác gái thì quá là quý phái luôn. Quá là chất lượng luôn. Size mặt đang là size ngang đang là 130 nhé các bác nhé. Tặng các bác gái trước này thì cứ phải gọi là đẳng cấp, quý phái, sang trọng. Các bác gái về cắt mắt cận rất là đẹp, mắt viễn cũng rất là sang trọng, rất là lịch lãm, quý phái. À quên, quý phái quên, lịch lãm, sang trọng nữa, quý bà luôn. Để các bác cùng chơi nhé. 1.600.000. Đây các bác này, GP này, GP là Gold Plate đấy, hàng lắc kê vàng nhẹ trên chất liệu titan, siêu bền bỉ luôn. 1.600.000 thôi, giá bằng 1/10 giá hãng thôi. Các bác được gì ạ? Các bác có một tí vàng 18K cộng thêm 2 viên kim cương, à
hai viên sapphire, hai viên kim, bốn viên sapphire, hai viên kim cương. Mã số 86 giúp em. Để giao lưu các cuộc chơi 1.600.000 đồng. Chiên cho các bác cuối live, cuối phiên, được chưa ạ? Mã số 86, 1.600.000. Tiếp tục này. À quên. Đây. Mã số chiên tiếp theo này, một chiếc kính hàng hiệu của Anh Quốc này. Một chiếc kính mang thương hiệu Duhin này. Đó, đây. Duhin này, kính lắc kê vàng bọc vàng. Được chưa? Đây. Vào hè rồi, các bác chơi chiếc gọng kính như này các bác về lắp mắt dâm vào, lắp mắt mát vào, sai ngang kính đang là 140. Mắt mát vào hàng hiệu đấy các bác nhá. Nó là hàng hiệu đấy ạ. Hàng kính Duhin hàng hiệu. Để kỷ niệm các bác cùng chơi cuối live để các bác 900 ngàn đồng thôi. Hàng hiệu nha các bác nhá, 900 ngàn lưu ý xem là hàng hiệu mang thương hiệu Duhin. Một thương hiệu cũng rất là mạnh mẽ luôn đấy ạ. Một thương hiệu đến từ Anh Quốc này. Được chuyên sản xuất, chuyên sản xuất cho kính mắt này, đồng hồ này, rồi bật lửa này, nhẫn à, bật lửa này, bút này. Duhin đấy, em gọi là Duhin đi. Các bác hay gọi là Duhin đấy ạ. Xe ngang 140, gọng kính được mạ vàng. Hàng chính hãng. Tiếp tục giao lưu các bác cùng chơi là 900 ngàn đồng thôi cuối live. Để kỷ niệm các bác cùng chơi 900 ngàn. Hàng hiệu họ vẫn đang bán triệu mấy, 2 triệu rồi. Về thay cái mắt thôi là tuyệt vời rồi. Hiện tại đang là mắt viễn khá là dày độ. Rồi, em xin phép là dừng video tại đây các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một buổi tối xem nay bên em vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.